Tại tỉnh Phú Yên, một cô gái sinh năm 2000 ở thành phố Tuy Hòa vừa bị khởi tố và bắt giữ khi lừa kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, chiếm đoạt 150 triệu đồng của nhiều người. Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa khởi tố và tạm giam Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 2000, trú tại huyện Tuy An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an phát hiện các tài khoản Facebook Mộc Trà, Muội Muội, Molly Nguyễn do Nguyễn Thị Kim Chi làm chủ thường xuyên đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động từ thiện và huy động vốn làm ăn. Qua xác minh, thì Chi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở tỉnh Phú Yên và tỉnh Kon Tum với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.